Hiện nay trên cả nước có rất nhiều hộ dân, cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và gặp khó khăn trong cấp giấy chứng nhận sử dụng đất do chưa đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành. Tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xem xét điều chỉnh thời hạn cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp này tại Điều 138. Tại phiên họp đại biểu chuyên trách vào sáng nay, nhiều đại biểu cho ý kiến cần có quy định hướng dẫn cụ thể để đảm bảo triển khai hiệu quả trong thực tế. Cho ý kiến nội dung này, nhiều đại biểu Quốc hội vẫn băn khoăn với quy định mở rộng thời hạn xem xét cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014, bởi thực tế các địa phương gặp rất nhiều vướng mắc. Đại biểu cho rằng quy định trong luật như vậy rất khó thực hiện trong thực tế, bởi nói thời hạn cho phép cấp giấy chứng nhận cần đi kèm với điều kiện, đó là phải xem xét làm rõ trách nhiệm đối với người đã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật. Trên hồ sơ địa chính vẫn thể hiện thửa đất của hộ gia đình cá nhân đó, thửa đất không có tranh chấp nhưng chưa có quy định cụ thể để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp này. Do đó sẽ rất khó khăn trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sẽ không xác định được bồi thường theo loại đất nào, đất ở hay là đất vườn hay là đất nông nghiệp, dẫn đến sẽ thiệt thòi với quyền lợi hợp pháp của những hộ dân với những cái trường hợp cụ thể như thế này. Tôi nghĩ rằng cũng phải cấp, nhưng cũng phải có một cái sự thận trọng khách quan để tránh cái sự tiêu cực như thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Những trường hợp này tại sao nhiều năm rồi mà chúng ta không cấp được, vì có lý do chứ không phải không có lý do. Cho bây giờ ta mở rộng ra chúng ta cấp thì cũng phải xem xét lại từng những trường hợp cụ thể, mặc dù đã có tiêu chí rồi tôi cũng thống nhất, nhưng tránh những cái trường hợp mà cấp sai thẩm quyền rồi có tiêu cực, người ta lợi dụng những cái trường hợp này để hợp thức hóa giấy tờ, thì tôi nghĩ cái vấn đề đó là không nên. Thông tin thêm nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng cần phải có cơ chế cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất, vì có những trường hợp có đất sử dụng hợp pháp từ trước đến nay nhưng không có điều kiện về tài chính để đi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, nhà nước cần có chính sách để hỗ trợ cho những đối tượng này. Đây cũng là điều kiện để nhà nước quản lý tốt hơn về đất đai.